Bắt đầu tơi luôn. Em người này nước thằng này mấy chục còn tàn nữa. Còn 45.000. Phi đội gà bay. Còn chưa chống cho ra. Ôi, em bảo thật cho nhiều gì. Để cho vào đó. Thì nó vừa nó mới cho xong rồi. Chưa cho. Chưa. Anh bóp mẹ mới có trứng vào rồi còn anh bóp mẹ một tối rồi. Cho nhiều quả rồi. Em 5 quả. Anh cho mẹ 5 quả rồi. Mày cho tao thêm mấy quả. Vào lấy cái lọ chùn quế kìa. Vào lấy cái lọ chùn run đấy. Cái về để ông tự đập đi. Anh đập đi. Đây để đập luôn đấy. Không sao nữa. Bắn xuống hồ. Nên nó là cái thuyền. Đổ. Chủ hồ. Chủ hồ nhìn cái đội này khóc có mẹ tiếng mán. Đấy, thi nhau đảo, thi nhau trộn. Giống như con chim mang hết nhỉ. Ngon nhất này, cũng được cá nữa, cái này nó kinh. Anh thương nhau. Cảnh quất gì? Riêng cái ổ quá nhiều vậy, 20 trứng. Ôi ơi, mà xin 5 quả không được, có mẹ 7 quả thôi, đi trái thôi, đi cho thế. Đi cho thế. Cho mượn cái bay đấy, để phóng cái. Đi cho thế. Ngầm tất. Cái quán này. Thôi, thế thôi. Thôi, tao ăn no món đi được. Tao làm một gói ý rồi, không béo đâu. Nó ở trong, có phải cái chép tàu là ở trong cái cùng cả cái cám đấy. Cám cá đấy đúng không? Tao ăn một gói ý rồi. Từ mỗi đội chấm xanh người ta chưa có đâu. Ta xé một túi ra. Cho. Không nghĩ là trả tiền mồi đâu mà nó. Dạ đó. Ở trong nhà có chấm xanh không? Có, nhưng mà cho vào nó lẫn mùi, anh đánh ít vị, ông đánh bùi mười mấy vị. Cá tẩu con mẹ hỏa nhập ma. Đánh nó mất mẹ vị đi. Bây giờ nó ngáo như thằng tổ mà bay nhiều. Thì em đang live stream ấy. Mai kiểu gì lọ ra đãi khách mẩu của anh. Thế. Đây anh thằng mèo nhá, đi câu chưa biết móm bao giờ. Xin ơi các cụ nhá, móm còn 9 ngày rồi. Để anh Cường lẩu nhà bán xăng nhá. Đấy, trước khi đi là mặc cái áo hồng của vợ kiểu gì cũng được giật. Cường, lấy xốp ấy trong cái bao tải ấy. Đấy, trôi rồi. Ít thôi, cho tí thêm nhỏ. Để tưởng lao vào đây để nghe mình sợ. Thôi, thôi. Tất đấy, luôn chỗ đấy không đủ đâu. Đấy. Bốc lửa vào. Chỗ đấy ăn thua gì mà. Không lổi được. Đổ tất cả túi đấy vào. Ôi lạnh thế nhở, rung cả máy quay. Lạnh quá, lạnh quá. Đấy, chả không ăn nữa. Ôi, bị mẹ, người ấy gần thèm. Đây, ông ơi, cái túi đây đấy. Mở gì đây? Tôi tự lấy xốp cho cái thằng kia nó xin ý. Xin để xốp á? Thằng nào? Anh không biết là anh lại cho nó. Rồi. Tuấn nhỏ này kiểu nhiều lúc cũng nghịch phết. Ngầm hết đấy. Biết nó ở đâu mà cũng cho nó. Nhưng mình chả có gì ngoài điều kiện. Thế chuẩn bị cà mú cả ăn Tết như thế này có phải vui không? Ủa ra ngoài lạnh thế nhỉ? Mình nhớ rồi anh lạnh. Lắm quá lắm. Ông cởi cái áo ra xem áo. Mẹ mẹ ăn cơm luôn. Của anh hỏi 8 con bao nhiêu mà. Không phải yến đấy. Không phải yến đấy. Không phải yến đấy. Không vừa khen được câu này.
Đông ơi, hôm nay em vừa mòm nhiều cho em con cá nhá. Ừ, Dương hả? Lâu lắm mới gặp. Vâng. Nó to đó. To quá. To. Thế em nghĩ là to. Anh em cứ đại đi. Con nào động động một chim vào phao tôi để tôi hình giận. Anh ngồi ô bao nhiêu đấy hả anh Đông? Kia, tôi bên dưới mình. Báo cho Tà Thuyên. Chúng ta cứ cho thả thuyền nha, anh em chỉ đánh 15 mét thôi cũng được. Đánh cái ổ bên cạnh à? Mông làm xa thế. Kia anh Trường để quả ở kia nhá, em ném cái phao của anh nhá. Mẹ mồi của em thế mới xuống nước mới chuẩn. Tả ngay. Đi, anh em đã gánh nổi đi cho cá chạy. Mày đùa anh. Chạy trước phải lén ngay suốt. Em phải nó phải địt phải vào trong cái thực mê rồi, chứ con canh thì người em mới chuẩn vẫn ổn địt con mẹ. Ui trời, thằng kia này ném ra ổ cái thằng không yêu. Em đéo có ổ gì đâu, ném ra đấy. Mang lại nhanh 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 nhanh. Xin chào thằng mèo. Đại đi góc này tập trung đại đi, thằng kia đại nữa cho nó xong đi nó đỡ đặng. Hết rồi còn đâu nữa. Cường mà. Thôi thôi. To quá. Chưa, 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 chư